Xin chào mọi người và chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người và các bạn mẫu trần phòng khách được đắp phào chì cùng hệ thống bóng đèn LED tròn cực đẹp. Kính mời mọi người và các bạn hãy cùng theo dõi.